Xin chào mọi người, Mắt Review đã trở lại. Mấy hôm nay sau khi cày tới cày lui phim Black Panther Wakanda Forever, mình đã phát hiện được 18 chi tiết khá hay ho mà bạn có thể đã bỏ qua. Như các bạn đã biết thì Phase 4 của Marvel phải nói khá là tệ, nên cho dù chỉ xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng phim Marvel, nhưng giữa một rừng bom xịt trong Phase 4 thì nó vẫn là một ngôi sao sáng chói lóa. Ok, bớt dài dòng, chúng ta vào nội dung chính nào, đừng quên đăng ký kênh rồi hãy xem tiếp nha. Thứ nhất, cũng là thứ dễ thấy nhất, đó là khi cảnh chiếc quan tài xuất hiện lần đầu tiên. Bạn có thể thấy bên cạnh nó là thương và khiên của vua T'Challa, nó đã được vị vua này sử dụng trong phần phim 1, không phải tự nhiên mà đạo diễn lại để tụi nó ở đó. Chúng ở đó để tượng trưng cho một thời kỳ đã kết thúc, và phần phim này là sự bắt đầu một thời kỳ mới của đất nước Wakanda. Thứ hai, là về mái tóc của Suzy, ở đầu phim, cô ta có một mái tóc dài. Theo cốt truyện thì lúc đó anh trai cô ấy vẫn còn sống, nhưng sau khi thời gian trong phim được nhảy tới 1 năm, thì Suzy xuất hiện với một mái tóc đã được cắt ngắn. Điều này tương tự với phong tục của các cư dân bản địa châu Phi. Họ sẽ cắt ngắn tóc của mình khi gia đình họ tổ chức tang lễ. Thứ ba, trong trận chiến đầu tiên, chúng ta thấy một công nghệ vũ khí hoàn toàn mới, lần đầu tiên được giới thiệu. Nhân vật Anika đã rút ra 2 cây dao găm cực kỳ xịn sò, hoàn toàn là hình ảnh 3 chiều. Dù là hình 3 chiều, nhưng sát thương của nó là khỏi phải bàn, chém sắt như chém bùn theo đúng nghĩa đen. Cứ nhìn nó cắt khẩu súng mà cứ như cắt cái bánh sinh nhật là biết. Không chỉ có thế, nó còn có thể biến thành khiên và đỡ được cả đạn súng trường. Đao và khiên được tạo ra từ bí thuật của Dr. Sở Chen cũng chỉ đến như vậy. Những cây dao găm là phát minh mới của Suzy, nhằm thay thế cho những ngọn giáo cổ lỗ trước đây, cũng chính là đánh dấu sự thay đổi của Wakanda như mình đã nói. Thứ tư, cũng trong trận chiến đầu tiên, khi những người lính bị tấn công, họ đã cố gắng bóp cò súng một cách điên cuồng. Mình cho rằng đây là một chi tiết vô cùng chân thực. Trong hoàn cảnh sắp bị hạ gục, thậm chí bị giết, thì việc cố bóp cò súng giống như một nỗ lực cuối cùng để họ tự cứu lấy bản thân. Biết đâu bóp cò hoài như thế, có viên đạn lạc nào nào đó trúng kẻ thù thì sao? Mấy chi tiết này mà đưa vào phim Việt thì 9/10 là mấy cây súng đó chỉ để làm kiểng. Thứ năm, đó là về nhân vật Okoye, tướng quân của lực lượng Dora Milaje. Nhân vật này luôn luôn xuất hiện trong các bộ trang phục đính đầy các phụ kiện làm bằng vàng. Mình chắc chắn luôn, không tin thì bạn cứ tìm toàn bộ các cảnh mà cô ta xuất hiện xem, lần nào cũng đều vàng chóe cả. Thứ sáu, chi tiết này hơi chán, mình cũng đắn đo mất một lúc không biết có nên cho nó vào video hay không. Đó là về mối quan hệ giữa nữ hoàng Zamonda và M'Baku. Vị nữ hoàng này có vẻ tin tưởng M'Baku nhiều hơn cả hội đồng trưởng lão của Wakanda. Bằng chứng là khi họ thảo luận về việc giao ra Zizi theo yêu cầu của Namor, hội trưởng lão đã nói hay chấp nhận yêu cầu đó, nhưng M'Baku lại không đồng ý và nhắc tới trường hợp của Killmonger, ám chỉ rằng hội trưởng lão không phải lúc nào cũng đúng. Nữ hoàng Zamonda ngay lập tức đã lơ luôn hội trưởng lão và quay sang hỏi ý kiến của M'Baku. Sau này cô ấy đã tiết lộ rằng cô ấy vẫn còn bực bội hội đồng và Okoye vì đã hậu thuẫn cho Killmonger, vậy nên thay vì chọn một hội đồng già cả và cứng nhắc, cô ấy đã chọn tin tưởng và nghe theo M'Baku, vì anh ta đã phục vụ cho hoàng gia ngay cả khi anh ta không cần phải làm như vậy. Thứ bảy, khi Suzy và Okoye đến chỗ của Zizi để đưa cô ta tới Wakanda, cô bé đã chụp lấy một cái máy sưởi và dùng nó để tự vệ. Nhìn thấy điều đó, Suzy và Okoye đã nói, "And she can deal with that merman with the winged ankles who wants to kill her all by herself. You've got this with your heater." Và ở đoạn sau của phần phim, họ đã thực sự tạo ra một cái máy sưởi cỡ lớn để làm suy yếu đi sức mạnh của Namo bằng cách làm bay hơi số nước trên da của anh ta. Cho nên cảnh quay này thoạt nhìn thì có vẻ hai người đang trêu chọc Zizi, nhưng thực ra nó là một ẩn ý báo trước cho cái kết của phần phim. Thứ 8, chi tiết này cũng rất ảo ma Canada, đó là cảnh rượt đuổi trên cầu, có một người đã ném ra một quả lựu đạn, trước khi nó nổ thì khán giả không biết là do ai ném, nhưng khi nó nổ tung tóe nước thì chúng ta đã biết đó là quân của Namo, chỉ có mỗi đội quân này là xài lựu đạn nước thôi. Thế nhưng, trước khi quả lựu đạn nổ, không biết có phải đội CGI cố ý làm hay do tự phần mềm render ra, mà khi quả lựu đạn lăn dưới gầm xe, có một số tia nước nhỏ bắn ra từ nó. Đây là một chi tiết cực kỳ nhỏ và chỉ xảy ra trong khoảng 2 khung hình. Vâng, chỉ 2 khung hình thôi đó các bạn, còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Đội ngũ CGI có thể bỏ qua chi tiết này mà không vấn đề gì, nhưng họ không bỏ qua. Điều này chứng tỏ nếu Marvel không tự giảm bớt thời gian làm việc của đội CGI, thì CGI trong phim của họ vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Thứ 9, khi Namo nói với Suzy rằng anh ta có thể bơi trên trời. I could swim the sky an inch slower. Mình đã nghĩ rằng anh ta chỉ đang nói chữ bơi thay cho chữ bay. Nhưng đến khi đến cảnh anh ta bay trên trời, thì anh ta lại thực sự như đang bơi. Bạn hãy để ý tay của anh ta, chuyển động đung đưa tay đó là động tác của một người đang đứng nước, thì họ mới đung đưa tay như vậy. Cả chân anh ta cũng đung đưa tương tự luôn. Cho nên trong câu nói kia, là anh ta đang nói thật theo nghĩa đen. Anh ta đang bơi chứ không phải bay đâu. Thứ 10, chi tiết này có liên quan đến chi tiết số 9, nhưng mình nghĩ rằng nên tách riêng nó ra. Đó là khi Namo đang đứng giữa không trung và bất ngờ lặn xuống. Đúng vậy, chính là lặn xuống nha các bạn, kiểu như ai đó đang bơi và lặn xuống vậy. Đến đây bạn sẽ tự hỏi, chi tiết bơi này vừa nói xong, giờ còn nhắc lại làm gì? Mình muốn thể hiện sự kính trọng với đạo diễn. Họ thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức cho nhân vật Namo. Ý mình là,
họ hoàn toàn có thể nói vài câu đơn giản, giới thiệu rằng anh ta có thể bay. Sau đó làm cho anh ta bay tương tự như Iron Man hoặc Thor, dù sao cũng là bay cả, sẽ không có ai ý kiến về nó. Nhưng không, họ đã thực sự làm cho anh ta trở nên khác biệt bằng cách để anh ta bơi trong không trung. Thứ 11, Okoze đã rất nhấn mạnh rằng cô ta sẽ không để bất cứ AI dưới trướng mình sử dụng loại dao găm mới do Suzy tạo ra, như một cách thể hiện sự trung thành với những ngọn giáo đặc trưng của họ. It will not change under my watch. Yes, General. Thế nhưng, nói thì nói thế, đến cuối phim, chúng ta thấy chính cô ta lại đang sử dụng hai cây dao găm để chiến đấu, thậm chí chúng còn được sử dụng cực kỳ thành thạo, khi mà có thể phóng đi rồi thu lại cứ như búa của Thor vậy. Thứ 12, khi Suzy quyết định tha cho Namo, những câu thoại cô ấy nói tương tự với những câu mà vua T'Challa đã nói với Zemo trong phần phim Civil War. Nhưng vấn đề là khi T'Challa nói vậy với Zemo, Suzy không có ở đó. Vậy làm sao cô ta biết được? Biên kịch sẽ không mắc những lỗi sơ đẳng như vậy, cho nên khả năng cao đó không phải là lỗi mà là họ cố ý làm vậy. Lời giải thích được chấp nhận nhiều nhất là bởi vì họ là hai anh em, cả hai đều đã được dạy dỗ để tuân theo các nguyên tắc đạo đức giống như nhau, vậy nên có nói thoại giống nhau một chút cũng là bình thường. Thứ 13, chi tiết này khá nhỏ nên mình sẽ nói ngắn gọn. Đó là trong phim, khi có nhân vật nói một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, thì ngôn ngữ đó sẽ được phụ đề và có một màu sắc riêng. Cụ thể là, ngôn ngữ Wakanda có màu vàng, ngôn ngữ Takokan có màu xanh dương, và các ngôn ngữ còn lại như Pháp và Tây Ban Nha có màu trắng. Thứ 14, khi M'Baku thử nói chuyện với Suzy sau cái chết của nữ hoàng Zamunda, cô ta đã hỏi M'Baku rằng liệu anh ta có muốn nghe lời nói từ một đứa nhóc đã chế giễu truyền thống không? So now you are keen to hear from a child who scoffs at tradition. Điều này nhắc về phần phim Black Panther 1, khi đó M'Baku cũng đã nói tương tự. As your technological advancements have been overseen by a child who scoffs at tradition. Thứ 15, khi M'Baku lần đầu xuất hiện, anh ta đang ăn một củ cà rốt. Điều này là sự thật ở ngoài đời, diễn viên Vincent Duke là một người ăn chay. Thứ 16, khi tin tức về Wakanda đang được chiếu trên TV, bạn có thể thấy dòng chữ nhỏ chạy bên dưới nói rằng Scott Lang, tức Ant-Man, đang quảng bá cho cuốn sách của mình. Chính là cuốn hồi ký Look Out for the Little Guy đã xuất hiện trong phần phim Ant-Man 3 vừa công chiếu. Thứ 17, ở cuối phim, khi Everett Ross bị bắt và được chuyển tới nhà tù bởi vì đứng về phía Wakanda chống lại chính phủ Mỹ, bạn có thể thấy tấm biển số xe chở anh ta là CB112976. Chính là để tri ân đến diễn viên Chadwick Boseman, ngày sinh của anh ta là ngày 29 tháng 11 năm 1976. Thứ 18, ơn rời cuối cùng cũng sắp hết. Số nhà của Nakia ở Haiti là 1804. Google nhẹ một phát, thì 1804 chính là năm Haiti giành lại độc lập từ thực dân Pháp. Vâng, chỉ ngắn gọn vậy thôi. Và đó là toàn bộ 18 chi tiết. Công sức cày phim mấy bữa nay, cộng với lùng sục khắp Internet. Nếu bạn phát hiện thêm chi tiết nào hay ho thì hãy comment bên dưới nha. Mình đang có kế hoạch cày lại phim Captain America Civil War để xem có phát hiện được gì đó mới mẻ không, dù sao nó cũng là một trong những phần phim hay nhất của MCU. Cuối cùng, đừng quên like và subscribe kênh nha. Cảm ơn bạn đã xem video, hẹn gặp lại ở video tiếp theo của Mark Channel.